Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Chị đã nhìn thấy được sự thay đổi rất là lớn của câu lạc bộ MVC khi mà các bạn ý lần đầu tiên thành lập 1 tuổi đã được nhận danh hiệu là câu lạc bộ phong trào xuất sắc của trường đại học FPT, chứng tỏ là đội ngũ ban chủ nhiệm cũng như là các thầy cô hỗ trợ cũng đã rất là nhiệt tình cũng như có đường đi lối bước để giúp câu lạc bộ có thể phát triển và đạt một danh hiệu nhanh chóng như thế so với cả các câu lạc bộ khác. Bây giờ thì cái gì anh xin nói một cái lời là sinh ra này, các cụ bảo là 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò và 9 tháng thì lò dò biết đi. Hôm nay là câu lạc bộ nghệ thuật điện ảnh FPTU đã được tròn 2 năm là bắt đầu chạy rồi. Bắt đầu là những bước chạy đầu tiên vững chãi rồi. Thì với nghệ sinh đái xin chúc cho câu lạc bộ điện ảnh FPTU và FMVC phát triển thật tốt và phát triển hơn nữa, chạy thật nhanh hơn nữa để nghĩa là vượt những cái đích thật xa. Sứ mệnh võ thuật và điện ảnh mà câu lạc bộ đang hướng tới.